vlog của mình. Thì hôm nay là đầu tháng 12 rồi. Cái tháng mà mình thấy sen đá lên màu đẹp nhất của năm. Hôm nay trời rất là đẹp nha mọi người. Trước khi vào chủ đề thì mình cùng ngắm lại cái góc vườn của mình ha. Góc mà mình chơi, góc mình sưu tập, góc mình thả thính với mọi người. Rất là nhiều cây đẹp. Cuối năm rồi, mình trải qua một năm mà khó khăn ha, ai cũng vậy. Thì mời mọi người ngắm mấy chậu sen thư giãn cùng mình ha. Đây là chậu sỏi béo nè, lá ngắn nè. Mọi người có thể thấy nó trong cái clip trước. Còn nhiều cái loại khác nữa. Còn đây là cây mặt trời. Cây này nếu mọi người có theo dõi Facebook của mình á thì mình có đăng là cái hiện trạng cây của 6 tháng trước. Bây giờ em đã xanh tươi trở lại nha mọi người. Trời đang rất là nắng, ngược nắng nữa nên là không xem được nhiều. Thì cái chủ đề hôm nay á là mình sẽ tạo dáng cho cây Nuda thành một cái dáng bonsai để mình chơi ha. Thì cái mùa này á thì trời bắt đầu lạnh, mình thấy hầu như ở cả nước Việt Nam mình chỗ nào cũng lạnh đó. Thì cây lá rất là cứng cáp. Thời điểm này á mình bán được rất là nhiều cây vì cây màu rất là đẹp. Đó, mọi người có thể thấy cái mặt trời này. Đó, những ngàn loại hồng đang xả rễ chào bán cho khách. Cái mùa này rất lạnh, lạnh vào ban đêm nên là lá săn chắc, nhưng mà mình cảm thấy cũng đây là thời điểm để mọi người thay chậu cho cây sen đá của mình. Ngắm vừa phải thôi. Và cũng tới lúc là thay chậu cho những cái cây có vấn đề, cây bệnh. Ha. Ai cũng vậy, vườn mình cũng vậy. Không ai tránh khỏi tình trạng rồi cả. Đó, mình phải xả rễ rất là nhiều cây, mình phải đục, phải khoét. Mình sẽ nói về chủ đề này sau. Mình cũng đang chuẩn bị chuyển đi cái vườn khác nữa. Đó. Nên là mình cũng tranh thủ mình kiểm tra luôn. Cái tiết trời lẹt lúc nắng, lúc râm vậy á. Mình đang tập trung mình xả rễ. Đó, trước mắt mọi người là với cây mình đang xa rễ nha. Cái set này thì mình bán cho khách rồi. Mình quay lại cho mọi người cảm nhận được cái màu thực tế của cây. Thì nhiều người bạn góp ý là mình đừng có demo còng lem với cây lên màu quá, chỉnh màu nhiều quá thì nó sẽ mất cái hình ảnh cây sen. Đây là những cái set cây mà mình chuẩn bị bán ha. Cây lên màu rất là đẹp, mọi người có thể thấy màu rất là đẹp, dưới nắng rất là đẹp nha, góc thủ rất là đẹp. Đẹp lắm mọi người ơi. Mùa này không chơi sen thì mùa nào chơi sen, đúng không? Một thực tế luôn á mọi người. Mình ở Đà Lạt nha. Nếu những người bạn mới chưa mới theo dõi xem kênh của mình ha,
Thì cái chủ đề hôm nay á là mình sẽ tạo dáng nho cây Nura. Mình sẽ đặt cái cam ở đây. Thì đây là cây Nura mình đã chuẩn bị để làm mẫu cho mọi người xem. Còn đây là cái thành phẩm. Nha mọi người. Vừa dáng đẹp mà vừa không bị sâu, bị úng hay là bị con gì đục tiềm ẩn nữa. Ha. Cách làm nó đơn giản thôi. Không có gì khó hết đó. Nhưng mà thời điểm nào là mình nên làm ha? Thì thời điểm là cái những tháng cuối năm vậy nè, trời lạnh, lá cây săn chắc, cây ít bị bệnh nhất. Mùa này thì bắt đầu cây bắt đầu đẹp rồi, cây bắt đầu được nở hoa rồi. Thì muốn cây cho năm sau đẹp thì mình phải chịu khó mình sửa sang nó một tí. Không biết là được nắng hay không. Mình để hướng này ha. Đây, đây là cây Nura mà mình đã chuẩn bị. Cây đang lên màu rất là đẹp. Nhưng mà ngắm thôi chưa đủ, mình muốn nó đẹp hơn cho năm sau nữa. Ha, mình tăng giá trị cho cây. Mình thay đất hàng năm thôi mọi người. Tốt nhất thì 6 tháng một lần. Còn lười như mình á thì sẽ dẫn đến tình trạng là cây bị thối gốc hay bị mục gốc do cái tháng mùa mưa nó có sâu bệnh nè, nó có những con ruồi nó đẻ giòi nó chích vô đục thân. Thì những tập tới mình sẽ nói nhiều hơn. Bây giờ thì các bạn đang thấy á, mình đang lặt cái lá nè. Lá bây giờ lặt rất là dễ nha, rất là giòn, nó không bị hư cái mắt nha mọi người. Để ý vừa nhân giống được, vừa lấy giống được và vừa tạo giá cho cái cây mình thích mình chơi. Sau này mình tăng giá trị lên, sau này có ai thích thì mình bán giá cao. Mình nói được là mình bỏ thời gian mình chăm chút lặt lá vậy nè, xong mình giữ nó lại, nó đẹp lại, rồi bạn thích mình bán cho bạn với cái giá mình muốn, đúng không bạn, đúng không mọi người? Mình không nhìn camera, nãy giờ mình lo nhìn cái cây à, thì không biết là nó có bị chệch hướng hay không. Thì hy vọng những điều mình nói nãy giờ thì nó sẽ giúp cho mọi người hiểu ra cái thời điểm nào là mình lặt lá cho sen đá để mình làm giống, đúng không? Thời điểm này thì cây nó không cần tưới nữa. Nếu mà muốn cây lên màu thì hạn chế lượng nước tưới cho cây bắt đầu sun lại và chờ vào nhiệt độ hạ xuống vào ban đêm thì cây sẽ stress sốc nhiệt theo kiểu là sốc sáng nóng chiều lạnh tối lạnh á. Thì cây sẽ lên màu. Mình ngắm màu mình chán rồi, tại cái vườn mình á nhiều cây lên màu lắm bạn ơi, nhìn rối mắt lắm. Mình cũng muốn nhìn cái về cái sau này một tí, cây sen nó như thế nào, chăm sóc như thế nào là giữ lại được lâu. Rồi những ai mà đã có dòng này rồi cũng có thể bắt chước mình làm theo, chứ không phải để nó cứ tà dưới đất, đúng không? Mình bán nhiều cây thân thụ mà lên dáng bonsai rồi đẹp lắm, lặt cũng chưa được y như ý muốn thì mình cứ lặt thôi. Lặt cái nào vừa ý của mình. Chắc cái clip này mình lặt không hết đâu mọi người, lặt cái cây này chắc phải cả tiếng đồng hồ mà mọi người coi mình lặt thì chán lắm, đúng không? Thì đơn giản là chỉ vậy thôi, lặt cái lá
lựa ở thời điểm cuối năm như này, cây cứng cáp xung lại thì mình sẽ lặt cái cây nó không bị gãy nè, là một. Cái thứ hai là cái mắt của lá nó không bị hư, không bị dính vô thân cây, rồi cái thân lá, cái thân cây nó không bị lủng trộm nha, nó sẽ xấu đi cây, nó đều cây hơn. Đó là cái cách mà những anh bạn người Hàn Quốc bày cho mình chơi cây như thế nào. Thành phẩm đây ha. Ok, thì chắc mình làm mẫu vậy thôi, rồi mình giao lưu vậy thôi, còn nói thì nhiều lắm, sơn đá thì vô tận, nhiều kiểu lắm mọi người ơi. Clip mình nói tới đây thôi ha. Thì hẹn các bạn vào những cái tập tới, mình sẽ nói về cái vấn đề chữa bệnh cây ha. Và sắp tới mình sẽ có không gian mới, cái địa điểm mới, cái view mới, mình sẽ khoe mọi người sau. Thì mọi người quan tâm á, thì nhớ theo dõi kênh của mình ha. Và mọi người có nhu cầu mua sen đá thì cứ liên hệ fanpage của mình hoặc là liên hệ số điện thoại mình đã đến kèm ha trên kênh của mình. Chúc mọi người một ngày vui vẻ, chúc cái vườn sen của mọi người sẽ đẹp như vườn của mình, thậm chí là đẹp hơn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi, tạm biệt mọi người.